Biết rành tác ý trơn như, biết rành tác ý pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Biết rành tác ý thánh đế khổ, biết rành tác ý thánh đế tập diệt đạo, biết rành tác ý bốn niệm trụ, biết rành tác ý bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Biết rành tác ý bốn tịnh lự, biết rành tác ý bốn vô lượng, bốn định vô sắc biết giành tác ý tám giải thoát, biết giành tác ý tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, biết giành tác ý tất cả pháp môn Đà La Ni, biết giành tác ý tất cả pháp môn Tam Ma Điện, biết giành tác ý pháp môn giải thoát không, biết giành tác ý pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, biết giành tác ý năm loại mắt, biết giành tác ý sáu phép thần thông biết dành tác ý mười lực Phật, biết dành tác ý bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, tám pháp Phật bất cộng, biết dành tác ý pháp không quên mất, biết dành tác ý tánh luôn luôn xả, biết dành tác ý trí nhất thiết, biết dành tác ý trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Nên biết Đại Bồ Tát ấy, biết dành sắc và tướng không của sắc, biết dành thọ tưởng hành thức và tướng không của thọ tưởng hành thức biết rảnh nhãn sứ và tướng không của nhãn sứ biết rảnh nhĩ tĩ thể thân ý sứ và tướng không của nhĩ tĩ thể thân ý sứ biết rảnh sắc sứ và tướng không của sắc sứ biết rảnh thanh hương vị xúc pháp sứ và tướng không của thanh hương vị xúc pháp sứ biết rành nhãn giới và tướng không của nhãn giới biết rành nhĩ tĩ thể thân ý giới và tướng không của nhĩ tĩ thể thân ý giới biết rành sắc giới và tướng không của sắc giới biết rành thanh hương vị xúc pháp giới và tướng không của thanh hương vị xúc pháp giới biết rành nhãn, nhãn thức giới và tướng không của nhãn thức giới biết rành nhĩ tĩ thể thân ý thức giới và tướng không của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới biết rành nhãn xúc và tướng không của nhãn xúc biết rành nhĩ tĩ thể thân ý xúc và tướng không của nhĩ tĩ thể thân ý xúc biết rành các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tướng không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, biết rành các thọ do nhĩ tý thể thân ý xúc làm duyên sanh ra và tướng không của các thọ do nhĩ tý thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, biết rành địa giới và tướng không của địa giới, biết rành thủy hỏa phong không thức giới và tướng không của thủy hỏa phong không thức giới, biết rành vô minh và tướng không của vô minh, biết rành hành thức, danh sắc lục xứ Túc thọ ái thù hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não và tướng không của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não biết rành bố thí ba la mật đa và tướng không của bố thí ba la mật đa biết rành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và tướng không của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa